Theo tờ Onda Cero của Tây Ban Nha, các lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, AFIF, mới đây đã gửi thư cho Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA, để chỉ ra những vi phạm trong quyết định của chính phủ Tây Ban Nha với người đứng đầu AFIF là ông Luis Rubio. Theo đó, trước bê bối ôm và hôn môi nữ cầu thủ Jenny Hermoso của chủ tịch AFIF Luis Rubio tại lễ đăng quang chức vô địch World Cup 2023 hôm 20 tháng 8, chính phủ Tây Ban Nha dự định sẽ trực tiếp sa thải vị chủ tịch 46 tuổi. Ở đại hội đồng bất thường của AFIF hôm 25 tháng 8, chủ tịch Rubio tuyên bố sẽ không từ chức và đấu tranh đến cùng để giành lại công lý cho mình. Dù vậy, FIFA đã ra quyết định đình chỉ chức vụ của ông Rubio ở AFIF trong thời hạn 90 ngày. Chính phủ Tây Ban Nha cũng tuyên bố sẽ mạnh tay xử lý Rubio để xoa dịu sự tức giận đến từ các tổ chức xã hội cũng như người hâm mộ bóng đá nước này. Tuy nhiên, tờ Onda Cero cho rằng sự can thiệp của chính phủ Tây Ban Nha với người đứng đầu AFIF sẽ gây ra những hệ lụy khó lường. Cả FIFA lẫn UEFA khẳng định họ luôn là cơ quan độc lập, quản lý trực tiếp các thành viên của mình và không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ quyết định của bên thứ ba. Bất kỳ cơ quan hoặc quyết định của cơ quan không được bầu hoặc bổ nhiệm theo nguyên tắc nói trên, dù chỉ là tạm thời, sẽ không được công nhận, quy định của UEFA nêu rõ. Chính vì vậy, nếu chính phủ Tây Ban Nha can thiệp sâu trong việc xử lý người đứng đầu của AFIF sẽ vi phạm quy định của UEFA và nhận lại những hệ quả khó lường. Theo đó, UEFA có quyền can thiệp bằng cách cấm Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Real Sociedad và Sevilla tham dự Champions League mùa này. Ngay cả Real Betis và Villarreal cũng sẽ không được tham dự Europa League. Tuy nhiên, theo tờ The Independent, hiện tại UEFA không có ý định loại các đội bóng của Tây Ban Nha ở thời điểm này.